Nhắc đến than đá, du khách nghĩ ngay đến vùng đất mỏ Quảng Ninh. Tuy nhiên, ngoài nguyên liệu làm chất đốt với kỹ thuật đặc biệt, các nghệ nhân đã sáng tạo ra món quà lưu niệm độc đáo từ chất liệu này để nhắc nhớ du khách gần xa về vùng đất vàng đen nổi tiếng. Anh Nguyễn Tấn Quyết là một trong những người ít ỏi ở Quảng Ninh còn giữ nghề điêu khắc mỹ nghệ than đá. Gia đình anh đã có 3 đời làm nghề này. Với mong muốn giúp du khách khắp nơi hiểu về mảnh đất quê hương của anh, nên dù vất vả, anh vẫn theo đuổi công việc này. Không chỉ dừng lại ở tính lưu niệm, anh quyết đầu tư thời gian, công sức để tạo ra các tác phẩm mang tính nghệ thuật. Anh có nhiều thử nghiệm khác nhau trên cùng một chất liệu than đá. Mỗi sản phẩm mang dấu ấn riêng, vừa lạ vừa đẹp, đồng thời thể hiện nét tài hoa của người thợ. Các công đoạn đều được làm thủ công hoàn toàn và cần nhiều ngày, thậm chí đến cả tháng để hoàn thiện sản phẩm. Trong tất cả các sản phẩm chúng tôi đưa ra, từ các sản phẩm khách lựa chọn cho đến các sản phẩm có sẵn, thì khâu quan trọng nhất của chúng tôi đưa ra là khâu chọn nguyên liệu và khâu đi vào thành phẩm. Tức là trước khi đi vào thành phẩm thì phải cân nhắc được cái kích thước, tỷ lệ và các cái khối hình đưa vào chuẩn bị đó. Từ khối than xù xì, chỉ qua 4 công đoạn đã tạo ra các sản phẩm bóng đẹp. 4 công đoạn đánh bóng chỉ là 4 lần thay giấy ráp từ thô đến mịn. Công đoạn cuối cùng sẽ khiến than đá đẹp như phủ một lớp sơn lên bề mặt. Có lẽ chỉ những người thật sự đam mê và dành tình yêu lớn cho than đá mới có thể làm ánh lên cái chất đặc biệt trong một thứ vốn tưởng chỉ có công dụng làm vật đốt. Các cái sản phẩm than đá thì nó đặc biệt hơn là hàng thủ công gần như 100%, là phải chế tác hết bằng tay. Đến các công đoạn mình chạm khác đều là bằng tay, và các cái dụng cụ của mình cũng rất là đặc biệt, không giống bất cứ một ngành nghề nào cả. Những năm qua, sản phẩm mỹ nghệ than đá đã trở thành món quà được du khách khắp nơi ưa chuộng khi đến với vùng mỏ Quảng Ninh. Những món quà đó là dấu ấn để nhắc nhớ về mảnh đất của than và những người gắn bó cả cuộc đời với than.